hoài còn yêu. Biết yêu là phũ phàng, viết thơ tình cho nàng, và sao nàng vu vơ làm ngơ. Biết yêu là đau buồn, biết yêu là điên cuồng, sao ta vẫn mãi hoài còn yêu. Biết yêu là không thành, trái tim này tan tành, thì xin làm người điên với nàng. Sống rồi, lớn già rồi, nó phải nhỏ nhỏ bé gì đâu. Mày quăng tao như rửa trẻ tao rồi. Không phải, đang lý lẽ em đỡ chị lên rầu, mà chị nẹn quá em đỡ không nấu. Trời đất, quỷ thân khổ ghê nói thiệt. Chiều theo nó mà thiếu điều bên chứ là không biết có chấn thương không đấy nè. Không có chấn thương đâu bà té vậy, không có chấn thương đâu, thịt nó đỡ hết rầu. Thằng đi bởi rồi, ê tao hỏi mới nha. Bây giờ mình nghĩ sao đây? Bỏ tiền á, mướn biến đạo múa rồi. Rồi nắng nỉ anh Thái Tuấn anh design cho bộ đồ rồi. Rồi bây giờ là đang cá rồi bể như rửa rãng, nói sao vậy người ta đây? Bởi thâu chứ. Biết nói sao giờ? Mà tôi khổ ghê lắm. Hắn không biết cá, mà hắn cứ đòi mộng làm cá sĩ, mà tôi chưa biết nguyên nhân. Đang bữa nay mày nói cho tao nghe không. Mày không nói tao bỏ về liền á. Không phải em mộng làm ca sĩ đâu, trời ơi em khổ lắm. Cái đây là khổ tâm mày nè. Khổ cái chi nè? Là tại vì em đương theo em dơ cái cô kia. Xem mà cô nói á, là bây giờ trong suốt cuộc đời của cô, chỉ cô có mơ làm trường thâu. Chứ cha cái con này ngặt ghê nha. Mà bây giờ cô nói em bây giờ mà anh mà giống chút xíu làm trường em cũng được. Nhưng mà tao không thể nào làm Thu Phương được. Trời ơi em nói cho chị nghe, bây giờ mình thử coi, biết đâu được ít bữa nữa em ngang ngứa giống làm trường, rồi chị ngang ngứa giống Thu Phương, cái mình đi show dài dài luôn. Thôi thôi tao nói bỏ cái mộng đó đi nghe chưa. Bây giờ tao nói mới nghe nè, bữa ní là hên là tổng dược thôi. Chứ nếu bữa ní mà là cái sinh nhật của cái cô đó là coi như bể hết hả chị em rồi, thấy chưa? Mình say bắn của người ta, giọng ca của người ta, mà răng mà mình làm ăn kiểu chi mối kỳ rửa. Thôi bây giờ bỏ đi. Chị nói em nghe, yêu người ta yêu bằng con tim, yêu bằng cái con người chân thật của mình này, hiểu chưa? Em cũng muốn yêu người con bằng con người thiệt của em lắm chứ, mà em yêu bằng con người thiệt của em mà cô cứ chơi em ốm hoài à. Con điên lạ ghê. Mà tao hỏi nè, bố mới sợ nhột lắm ạ. Trời ơi chịu nhột không nấu. Kỳ hè. Biết bao nhiêu con bồ nó bó em cũng tại vì cái bệnh em bị nhột nè. Nè, tao hỏi nhỏ xí nha. Gì? Rửa mà một lần có ai rơ tới mí là mí nhột. Trời ơi nhột chịu không nấu luôn. Nhột rửa là mí dị ứng với con gái. Em bị không phải dị ứng với con gái, em bị dị ứng với cái nhột thâu. Rửa là ế vợ rồi. À, con gái mà mày yêu đương một thời gian nắm tay nắm chân, chứ đâu có thể nào mà như rửa mại được, như rửa ế vợ rồi. Khói nói 18 mùa mai nở, chưa một lần bá cổ dịnh dai ai. Và yêu thích môn cử tạ, yêu tiếng hát hồng vân. Trời chân gớm ghê, ốc ác tôi nổi hết trơn ấy. Tao mà hát hoi chi mối mà mày yêu tiếng hát tao. Ăn nói vô duyên. Thôi tao biết rồi. Nói nghe. Gì? Chị sợ nhột phải không? Sợ nhột lắm. Sợ lắm phải không? Sợ lắm. Tao chỉ cho chỗ lấy vợ này khỏi có nhột. Chỗ nào vậy? Đi ra đường bà tớ. Biết đâu. Tới mấy hàng thủ nhồi bóng á, nắng nị người ta nhồi cho một con. Tự nhiên cái biểu trời cho thú nhồi bông à? Không phải. Nắng nị người ta nhồi cho một cái cô giống như cô con gái thân nghìn bữa lớn đây này. Mà bằng bông phải vải không, mà không có móng tay, không sợ nhột chứ mô cả. Dám không?
Trời ơi, khổ quá vậy mà yêu sao nấu. Vậy nè, em nói cho chị nghe, không phải là có móng tay nó mới nhột nó mới bó, có nhiều con nó chưa một lần đụng vô cái hông em mà nó cũng lẹn lẹn nó bó đi. Rửa là thằng niên vô duyên rồi. Nè, cái đó không hề nghe, không hề. Em thề với tao là không hề có cái vô duyên nghe. Nhiều khi trong nhà em chưa ai khen, em tự động em xoay gương một mình, em thấy em có duyên vẻ trao luôn. Rồi, quý vị thấy chưa, rửa là biết thằng vô duyên cỡ nào rồi. Nói nghe, bây giờ tao hỏi nè, mày khẳng định mày không vô duyên phải không? Bảo đảm luôn, có duyên cực kỳ, không hề có chữ vô ở trong đây. Rửa tại sao con gái hắn bỏ mi, không lẽ mi không phải con trai? Tầm bậy, chưa có con nào mà bỏ mà nói thẳng vô mặt em là em bỏ anh hết trơn hết rồi á. Chứ rắn á, nó lén lén âm thầm, nó bỏ đi. Ôi, như rửa là hết thôi rồi, hết thôi rồi. Nhưng mà em bảo đảm với chị, em có duyên cực kỳ. Không, mà tao thấy sớ sớ, tao thấy mày vô duyên lắm. Không, bây giờ chị không tin em có duyên phải không? Làm bồ em đi. Thằng niên ăn nói vô hồ. Phải rồi. Mày nói làm mà đáng đừng nói chuyện hẳn tự nhiên, hẳn làm mà tôi trở rồi. Với chứ là tự nhiên, mất tự nhiên rồi. Không phải. Sao mày nói chị làm bồ của mày được, mày ăn nói kỳ ấy. Phải nữa. Hôm nay là tôi 38 tuổi rồi mà tôi lấy chồng sớm xí, tôi đẻ đứa con bằng nó rồi. Rồi tự nhiên nói vô kỳ quá. Thôi bà ơi, mừng vé rồi chứ gì. Mừng ở trong lòng rồi chứ gì. Không phải đâu, nói đây nó giả bộ thâu. Dưỡng thâu, giả làm bồ của em để biết cái duyên ngầm của em nó cỡ nào. Tướng ôm ôm đây cho chừa đầy duyên ở trong đây rồi. Rồi hiểu rồi, rửa là bây giờ tôi phải giả bộ tôi làm người yêu của làm anh. Làm người yêu của em đi. Phải không? Để tôi coi là anh khiếm khuyết cái chỗ mố là tôi bù đắp vô cho anh, hiểu đúng chưa? Đúng rồi. Để hy vọng lấy một con vợ, đúng không? Đúng rồi. Rồi thôi, vì đàn em thân yêu tao phải làm chuyện đó thôi. Bây giờ vậy nè. Bây giờ tao hỏi mày nè, cái con bồ đầu tiên của mày hẳn người như thế nào? Muốn người gì thì người. Dạ mà. Hí? Dạ. Rồi hẳn người ở mố? Hà Nội. Hà Nội, rồi tao chơi luôn. Tình đầu đàng hoàng nha. Rồi, lần đầu tiên hẹn bồ tơ tôi đi hái cái bông á. Em ơi, con này sao lâu thế? Em ơi, ôi trời ơi, đẹp quá. Anh chờ em có lâu không? Chờ cũng lâu rồi, nóng ruột quá em. Anh. Rồi ôi. Mẹ con này sao nó to thế? Động một phát mà té lăn đùng ngã ngửa. Rồi ôi. Giờ mẹ bộ đồ vía. Thằng Niên rớt chắc rồi. Bồ hẳn tại ăn không lo, hẳn lo bồ đồ không à. Quên. Em quên bạn. Thế vào nhá. Em ơi, anh xin lỗi nhá. Thế em ngã có đau không hả em? Không đau. Công nhận nhá. Anh công nhận em trâu bò thật á. Anh em ngã cái đùng thế không đau, anh ngã tí tẹo đau bỏ mẹ. Này, anh nói lựa lời mà nói nhá. Tôi nói cho anh biết, bố mẹ tôi đẻ tôi ra, nuôi tôi lớn đến rừng này để mà quen với anh, không phải anh chửi tôi là con trâu con bò đâu nhá. Chết anh rồi. Đừng có làm tôi điên tiết lên nhá. Em, anh xin lỗi em, thế cánh hoa này thay lời xin lỗi. Tặng em đấy. Hoa xấu bỏ sư. Ghét không thèm nhận hoa xấu bỏ sư. Con dở hơi. Mày điên à? Hoa này là hoa tao mua chứ đâu phải hoa tao nhặt đâu ạ. Tao tặng mày không lấy. Mày cứ việc mày đưa lại tao, tao cũng dằm cho việc gì mày. Tao đưa mày cứ mày như thầy Pháp ấy. Mày đánh trên đầu tao thế hả? Người yêu, hiểu không? Chứ không phải là tao. Mày hiểu điều đó không? Chú cha mà ơi, thằng Niên ngu chí mà ngu vô hồ nữa. Xin lỗi làm lại.
Em ơi, đừng giận anh nữa nhá, anh xin lỗi em. Thế cánh hoa này anh xin tặng cho em để làm bằng chứng tình yêu của anh. Run quá. Ừ. Hoa có đẹp không hả em? Hoa tầm thường, hoa không đẹp. Ừ, không thèm nhận, không thèm nhận, không thèm nhận. Thế em không nhận á? Bỏ đi, bỏ đi. Anh bỏ ra đi. Thế là xong. Anh... ghét thế chứ nhỉ? Lần đầu tiên này hẹn bồ thì cứ run bắn. Em ơi, ngồi đây tâm sự em ơi. Đừng có ngồi gần nhau, nam nữ thọ thọ bất tương thân. Anh hiểu. Em ơi, chúng mình ngồi đây cũng lãng mạn quá nhỉ. Anh ơi, ơi, thế bây giờ trong lòng anh ước điều gì nhất? Anh ước nhất là giá gì bây giờ nó có một cơn mưa em nhỉ. Ôi lãng mạn quá anh nhỉ. Thế nhưng mà anh ơi, thế mình đang ngồi như thế này mình tâm sự với nhau, thế nhỡ mà trời mưa, thế áo của em nó mỏng, thế thì mưa nó ướt rồi nó dính vào trong người nó hở. Ôi giời ơi, việc gì em phải lo? Không việc gì phải lo. Lo thế ốm là phải rồi. Em không việc gì phải lo. Ở đây có mỗi em và anh, coi như là em chiếu đãi anh vậy. Ôi trời, trời ơi, thế này thì quá đáng quá rồi. Trời ơi, tôi không thể nào chịu đựng được nữa. Thôi tôi đi về, đi về, đi về. Em, dừng lại hăng. Làm gì thế? Xúc phạm nặng nề, tôi đi về. Thế nhà bận công việc à? Không bận cũng về. Con người anh như thế là không được. Là thôi thiệt, tôi đi về. Ừ, thôi, thôi em về đi. Này, em không nói đùa đâu nhá. Em nói em đi về đấy nhá. Em về à? Ừ. Thế thôi em về đi. À. Này em bảo em về đấy nhớ. Em có thể. Thế em muốn về, em về đi. Tôi ráng một lần nữa thôi nghe quý vị chứng kiến cho thôi nha. Nếu mà lần này rớt nữa tôi bỏ luôn nghe, thằng này hết thuốc chữa rồi. Anh ơi, em khẳng định với anh một lần nữa là em đi về. Thế em đi về. Mày điếc à? Nãy giờ mẹ năm lần bảy lượt mày không nghe tao bảo mày đi về thì mày cứ về, cái việc gì mày cứ bảo mày về, không về, về không về, mày cứ đừng. Cảm ơn quý vị vì đồng cảm với tôi, thấy rõ ràng thằng em tôi là ngu chứ mà ngu dữ rứa biết. Năm nay mày bao nhiêu tuổi rồi? 19. Mới 19 tuổi thôi, như rứa còn nhỏ lắm. Chị nói em nghe, để chơi chơi là chừng 30 tuổi mới đi kiếm bồ là được rồi, nghe chưa? Giời tướng thế này 19 mà đủ. Còn tìm chưa ra, bây giờ 30 thì ế mẹ. Thôi em chưa đủ thông minh, chưa đủ duyên dáng đâu, nghe chưa? Khổ ghê lắm, con gái hắn nói về là muốn ở lại, muốn em năn nỉ hắn, hiểu chưa? Tại sao không hiểu chi mối về con gái cả rửa lên? Thật sự không hiểu. Thế bây giờ em biết anh Ngọc Lệ không? Biết. Trời ơi, Ngọc Lệ chồng Hương Thảo chứ gì? Biết rồi phải không? Biết rồi. Mi có thích những bài ca mà anh này sáng tác không? Thích cho chèo Hồng Thất. Thích bài chi mối nãy nghe coi. Con gái. Ờ, rửa mà không biết gì cả. Biết rồi. Con gái nói có là không. Con gái nói không là có. Con gái nói một là hai. Con gái nói hai là một. Đúng rồi. Trời có lúc nắng lúc mưa. Con gái lúc mưa lúc nắng. Con gái có lúc hiền như này. Con gái có khi như bà chàng. Chưa? Hiểu rồi thì thôi, ca không có hay đừng có ca nhiều. Biết. Nghe chưa? Bây giờ như thử là chào quý vị đi rồi tôi dắt đến nhà cái cô nở, nói chuyện cô nở đàng hoàng, cô nở yếu thì chiều, không yếu thì chờ đó là mai mốt yếu lại, hiểu chưa? Cảm ơn chị quá trời luôn. Rồi bây giờ thì chào đi. Chào quý vị. Xin phép tôi đi. Kính thưa quý vị,